Bị cáo Kiên nhận hối lộ với thủ đoạn công khai, trắng trợn. Bị cáo Kiên gây khó khăn cho doanh nghiệp là chưa phù hợp. Căn cứ vào đâu? Dựa vào những chứng cứ nào? Đối với nội dung này thì Viện Kiểm sát có quan điểm đối đáp như sau. Bản thân bị cáo Phạm Trung Kiên không chỉ có hành vi yêu cầu, đòi hỏi, thỏa thuận các doanh nghiệp phải đưa tiền cho Kiên, mà trước, sau khi vụ án bị khởi tố, Kiên đã gọi điện nhờ một số doanh nghiệp xác nhận tiền họ chuyển cho Kiên là vay mượn dân sự và thỏa thuận góp vốn nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Đối với nội dung yêu cầu đòi hỏi thỏa thuận của Kiên thì theo tài liệu điều tra, trong tổng số có 19 doanh nghiệp cá nhân đưa tiền cho Phạm Trung Kiên thì có 12 trên 19 đại diện doanh nghiệp là Phạm Trung Kiên có yêu cầu phải chi cho Kiên từ 150 triệu đến 200 triệu một chuyến bay được cấp phép, hoặc từ 1 triệu đến 2 triệu trên một khách về nước. Các doanh nghiệp Kiên yêu cầu đưa tiền bao gồm Hoàng Diệu Mơ tại bút lục số 9337 khai: qua điện thoại ông Kiên đề nghị tôi đưa 150 triệu đồng chuyến, giống như cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, khi nào đưa tiền thì ông Kiên sẽ có văn bản đồng ý. Bị cáo Lê Hồng Sơn, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khai: có nhiều lần anh Kiên nói có nhiều lần anh Sơn nói lại với tôi về việc đưa tiền cho Kiên tại trụ sở Bộ Y tế. Có lần thì anh Sơn bảo đi cùng với anh Dương công ty Visa Sun để gặp anh Kiên. Cuộc gặp này anh Sơn đã đưa 1 tỷ 350 triệu đồng cho anh Kiên để xin 9 chuyến bay trong tháng 9 năm 2021, và anh Kiên giảm giá xuống 100 triệu đồng một chuyến nhưng anh Kiên không đồng ý. Sau khi tôi đưa 1,2 tỷ đồng cho anh Kiên thông qua anh Tuấn thì không bị Bộ Y tế gây khó khăn và đã được duyệt 8 chuyến bay tại bút lục 7255. Và có rất nhiều lời khai tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay đã thể hiện cái việc này. Ví dụ như là bị cáo Lê Văn Nghĩa, bị cáo Nguyễn Thị Tường Vi, bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, bị cáo Đào Minh Dương, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Phan Thị Mai, Trần Hồng Hà, Nguyễn Tiến Mạnh, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Mai Sa đều khai nhận về nội dung này và cũng đã được thẩm tra tại công khai tại phiên tòa. Do đó, để đảm bảo thời gian thì tôi cũng chỉ nêu về việc là các vị cáo khai nhận cái nội dung này. Đấy, thì cũng không trích dẫn cái lời khai của các vị cáo. Trong số 7 trên 19 doanh nghiệp mà Kiên không yêu cầu hoặc là chưa làm rõ được thì có 4 trên 7 doanh nghiệp và cá nhân Kiên không yêu cầu đưa tiền, nhưng mọi người phải tự cân đối để chuyển tiền cho Kiên. Gồm là Vũ Anh Tuấn, Vũ Minh Thắng, Phạm Định Hằng, Đào Trọng Thành, và còn 3 cá nhân khác là Vũ Hồng Quang, Trần Thanh Nhã là đưa tiền cho Kiên ở số khách lẻ. Thì cái vấn đề này chúng tôi đang tiếp tục làm rõ giai đoạn 2. Về hành vi nhờ doanh nghiệp khai số tiền đưa hối lộ là tiền vay mượn cá nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội thì cũng tại phiên tòa ngày hôm nay thì cũng tại phiên tòa phần xét hỏi thì cũng đã thể hiện rõ cái nội dung này. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đã hỏi rõ cái vấn đề đối với bị cáo Nguyễn Thị Tường Vi về cái việc mà bị cáo Kiên gọi điện để nhờ, và trên sao kê tài khoản về số tiền 12 tỷ chuyển cho các bị cáo sau khi mà hành vi phạm tội bị phát hiện thì tất cả các khoản đều ghi là chuyển khoản trả nợ hoặc chuyển khoản trả tiền vay